Đồ sư cũ Lâm Võ xin thân ái mến chào cô chú anh chị. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một số đồ đồng ha, và đồ gỗ sư cũ. Giao lưu và báo giá cho cô chú anh chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Chị Lâm cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều. Xem cũng ủng hộ em những giúp được rồi rất là nhiều ha. Rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị mình trong những clip này. Còn đây là tác phẩm đầu tiên của chú anh chị. Đây là một e ha, một e thì em có một cái bộ lư nè. Đây là bộ lư xưa luôn cô chú anh chị. Chiều cao của lư thì em đo như vậy là 76, còn chiều ngang chỗ hai cái đầu như thế này là 53. Đó. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Còn hoành tròn là 105. Đó cô chú anh chị mình xem. Đó, bộ lư này thì rất là lớn cô chú anh chị. Tích thì cũng là tứ linh, long lăng nguyên phụng, con rồng đây, con phụng đây. Đây là con đây con vua của chú chị, ở dưới này là con lăng, tích thì tứ linh long lăng quy phụng luôn. Có bộ lư thì cô chú chị mình xem nè, nước đồng cái màu sáng rất là đẹp luôn cô chú chị ơi. Còn chiều cao chân đèn thì là 57, còn cái mâm như thế này là 30. Có bộ lư thì cô chú chị mình xem đây nè. Có cái màu đồng thì sáng rất là tươi luôn, rất là đẹp của chú gì. Bộ lư này thì cân nặng là 22 kg, giao lưu với cô chú chị mình là 50 triệu ha. Còn em ở đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nếu mà cô chú anh chị mình có đi tới cửa hàng bên em ha, vừa tới đèn bốn ngọn hướng về Châu Đốc khoảng 4 cây số thôi là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em ha. Còn đây là hai e thì em có một cái bộ lư nữa nè. Bộ lư này là bộ lư tròn của thứ gì, bộ lư xưa luôn. Đó, chiều cao thì em đo như gì là 57, còn cái hoành bụng cho cô chú anh chị mình xem ha. Bên em thì rất là nhiều lư cô chú anh chị, hoành bụng như gì là 90 đó. Rất là đẹp nha cô chú chị. Rất là sắc sảo cô chú chị ơi. Cái đế đây rất là dày. Đó, còn con lăng thì cô chú chị mình xem nè, dòm rất là đã luôn cô chú chị. Còn chiều cao chân đèn thì em đo như gì là 50, còn cái mâm thì là 26. Đó, những cái chân đèn thì cô chú anh chị mình xem nè. Đó, những cái tô hay những cái mâm nó rất là đẹp, đặc biệt là nước đồng cô chú anh chị. Những bộ lư xưa thì cô chú anh chị mình xem ha. Cái nước đồng cái màu sáng rất là đẹp luôn. Đó, bộ lư này thì cân nặng là 18 kg rưỡi, giao lưu với cô chú anh chị mình là 29 triệu ha. Mỗi một clip như thế này thì em sẽ lên từ 2, 3 hoặc giả là 4 bộ trong mỗi một clip như thế này của chú chị. Đó, còn bộ lư này cũng là bộ lư xưa luôn, lâu lắm rồi nên em không có đánh nước đồng nè của chú chị mình hết. Ở bên em thì sẽ bao đánh nước đồng cho cô chú chị mình luôn ha. Ở chiều cao thì em đo như gì là 59, còn chiều ngang chỗ hai tay mây ha là 42. Đó, bộ lư này thì lâu lắm rồi cô chú chị ơi, chưa đánh nước đồng luôn. Đó, đánh ra thì cái màu sáng, những bộ lư xưa thì sáng cái màu rất là tuyệt vời luôn cô chú chị. Màu sáng thì rất là đẹp luôn. Bộ lư này thì lâu rồi nên chưa có đánh nước đồng. Đó. Đó cô chú anh chị mình dòm thấy nó đen ha, chứ thì tại vì nó lâu quá rồi nó không có đánh nước đồng nè. Còn chiều cao chân đèn thì là 44 của chú chị, còn cái mâm thì là 25. Đó,
rất là nặng, những cái chân đèn rất là sắc sảo luôn cô chú chị ạ. Còn bộ lươn này thì cân nặng là 16,5 kg, chú chị mình là 10 triệu ha. Đây là 4E của chú chị. 4E thì em có một cái cặp chân đèn, cưng này cũng là chân xưa luôn của chú chị. Ở chiều cao thì em đo như gì là 57, còn cái mâm như thế này là 28 của chú chị. Thì bên em cũng là rất là nhiều cặp chân đèn, từ chân đèn lớn luôn, những chân đèn nhỏ luôn. Em sẽ giao lưu với quý chị mình những chân đèn lẻ như thế này nhé. Cặp chân đèn này thì cân nặng là 5,6,9 kg của chú chị. Giao lưu với quý chú chị mình là 6 triệu ha. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ qua số điện thoại của em nhé, 0345 238 512. Còn đây là 5E thì em có một cái tượng nữa cô chú anh chị. Đó. Chiều cao thì em đo như vậy là 86 cô chú anh chị, còn cái hoành đế cho cô chú anh chị mình ha. Đây hoành đế thì là 90. Ở rất là êm cô chú anh chị ơi, cái này chân đề co ha. Ở phía trên là bằng đồng của chú anh chị, còn cái đế này là đế bằng đá thôi. Đó. Cái tượng thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đó thì cái tượng này thì cân nặng em giao lưu với cô chú anh chị mình là 18 triệu ha. Còn đây là 6E thì em có một cái tượng nữa nè, có một cô gái cô chú anh chị. Gái Pháp. Chiều cao thì em đo như vậy là 85. Còn cái hoành đế cho cô chú chị mình xem. Hoành đế thì là 88 cô chú chị. Nó rất là đẹp luôn, mình trưng bày thì rất là hay cô chú chị. Đó thì cái tượng này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 18 triệu luôn ha. Còn đây là 7E thì em có một cái bức tranh Tùng Hạc của chú chị, ở Tùng Hạc Trường Sơn ha. Chiều cao thì em đo như vậy là 97, còn chiều dài như thế này là 197, còn cái đố như thế này là 5 phân của chú chị. Cái đố này rất là lớn, rất là dày đố luôn. Tích thì Tùng Hạc Trường Sơn của chú chị. Ở đây là những cái tùng nè, đó, cái tùng đó. Gỗ thì gỗ gõ của chú chị, còn ốc này thì ốc sung cơ bò ha, tùng đó. Ở đây thì là những con hạt nè, đó. Cái bức tranh này thì mình treo ở những phòng khách đó của chú chị. Ở phía trên thì cô chú chị mình xem những cái đố nè, đó, được điều chạm hết. Những hoa văn chi tiết thì cô chú chị mình xem rất là đẹp. Đây ở phía sau đây cô chú anh chị, ở phía sau thì người ta gia cố những cái đố là rất là nhiều, và đặc biệt thì cô chú anh chị mình xem ở đây thì người ta đổ một cái lớp keo nè để cho cái miếng gỗ ở phía trước nó chắc chắn hơn, sợ sau này cô chú anh chị nó sẽ bung ốc ra, nhưng mà người ta đổ cái lớp keo á nó sẽ chắc hơn đó. Còn cái miếng giữa này cô chú anh chị em đo cho cô chú anh chị mình xem nè, miếng giữa thì chiều cao là 57. Còn chiều dài như thế này 157 của chú chị. Ở đây là một miếng của chú chị ơi, một miếng liền. Một miếng này thì miếng gỗ rất là lớn ha. Thì cái bức tranh tùng hạt này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 19 triệu ha, Tùng Hạt Trường Sơn của chú chị. Còn đây là 8E thì em có một cái bộ tranh thờ. Đó. Bộ tranh thờ tích tới thượng tướng quý của chú chị, Tùng Trúc Cúc Mai ha, tượng trưng cho xuân hạ thu đông, tượng trưng cho bốn mùa mưa nắng. Ở chiều cao thì em đo như vậy là 197. Còn chiều ngang thì em đo tổng 4 miếng cho cô chú chị mình xem ha. Chiều ngang như thế này là 120. Còn chiều dày thì là 2,5 phân của chú chị. Gỗ thì gỗ cỏ, còn ốc này thì ốc sum cơ bon nha quý vị. Tùng Trúc Cúc Mai, tượng trưng xuân hạ thu đông, tượng trưng cho bốn mùa mưa nắng thưa quý vị. Bộ tranh thờ này cũng rất là đẹp luôn.
ở phía sau đây cô chú chị. Đó. Ở phía sau thì người ta gia cố những cái đố rất là nhiều nè, cho cái bức tranh ở phía trước nó chắc chắn hơn cô chú chị, mình xài sẽ nó sẽ bền hơn. À, bộ tranh thờ Tích Tứ Quý này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 16 triệu ha. À, còn đây là 9E. À, 9E thì em có một cái ghế thờ. Ghế này là ghế xưa cô chú chị, nó chuẩn xưa luôn. Ghế này thì em sưu tầm về, em đã sơn và làm hoàn chỉnh lại cô chú chị mình, chứ về chỉ việc là xài thôi. Đó. Chiều cao của ghế thì em đo như vậy là 126, còn chiều ngang như thế này là 122, còn chiều rộng thì là 68, còn cái chân ghế như thế này là 8 phân, còn từ mặt ghế thờ xuống dưới cái dèm này là 48 cô chú chị. Ốc của thì ốc xưa, nó đã lên cái màu vàng chanh, ở cái màu thì rất là đẹp luôn, rất là ok cái ghế thờ này của chú chị. Đó. Ghế thờ này nếu mà nó lớn thì như thế này thì cô chú anh chị mình có thể làm rất là đẹp cô chú anh chị. Đó, thì làm cái ghế thờ khỏi mình thay thế cái đu thờ luôn cũng chẳng được cô chú anh chị, tại vì nó rất là lớn á. À, cô chú anh chị mình có quan tâm thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Thì Lâm cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ha. À, thì cái ghế thờ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 32 triệu ha. À, còn đây là 10E thì em có một cặp liễn. À, liễn này là liễn xưa của cái gì, gỗ chắc luôn, à, chắc xưa luôn. Đó, chiều cao thì em đo như gì là 250, là 2,5 m của chú chị. À, còn chiều ngang như thế này là 26, còn chiều dày thì là 2 phân 2 phân 6 2 phân 7, gần 3 phân rồi của chú chị. Gỗ thì gỗ chắc của chú chị ơi, chắc xưa luôn. Ốc thì cô chú anh chị mình khỏi chê, đó cặp liễn này thì ốc là rất là tuyệt vời rồi. Còn tích nó này là sen hồng của chú chị, ở bên đây là cây hồng nè, còn bên đây thì là cây sen, đó sen hồng. Ốc thì cô chú anh chị mình xem cảm nhận được ha, rất là đẹp luôn, chuẩn ốc luôn cô chú chị ơi. Gỗ thì gỗ chắc thì cô chú anh chị mình xem rồi đó, đó gỗ chắc thì rất là tuyệt vời luôn. Ốc thì rất là đỏ, rất là đẹp. Đó, và phía sau đây, ở phía sau thì cô chú anh chị mình xem nè, nó rất là liền luôn, nó không hề có lỗi lầm của cái gì. Gỗ thì cô chú anh chị mình gõ cái tay vô nghe bon 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 cô chú anh chị ơi. Đó, gỗ rất là đã luôn á. Gỗ này người tới thời điểm như thế này thì nó đã chắc dữ lắm, chắc rồi. À, thì cặp liễn gỗ chắc này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 110 triệu ha, em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Thì Lâm cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều đã xem cũng như ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều. Rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị mình trong những clip này. Thì tác phẩm này cũng là cuối clip hôm nay, em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những clip mới nhất ha.